Chăm sóc vùng kín là việc làm cần thiết của chị em phụ nữ. Theo các chuyên gia thì dung dịch vệ sinh chính là phương pháp bảo vệ hiệu quả nhất hiện nay. Vậy trên thị trường có những loại dung dịch nào tốt, an toàn mà lại không gây kích ứng? Xin giới thiệu dòng chăm sóc phụ khoa Feminel dịu nhẹ đạt 100% các tiêu chí đánh giá. Thành phần có nguồn gốc từ thiên nhiên, thương hiệu uy tín trên thế giới và giá thành phù hợp. Dung dịch vệ sinh chiết xuất từ hoa hồng, thành phần nổi bật trong việc trẻ hóa da, không chứa xà phòng, giúp cân bằng độ pH sau khi sử dụng. Acid lactic có trong sản phẩm đánh bay vi khuẩn cũng như là ngăn ngừa các mầm bệnh. Thêm vào đó, các thành phần như là vitamin B, C và E cung cấp dưỡng chất cho vùng bí mật. Sản phẩm thì được nhập khẩu trực tiếp tại Ba Lan với dung tích là 300ml nhưng chỉ có 129.000 và chỉ ưu đãi duy nhất trong tháng 7 này mà thôi.